Chào tất cả anh em nhé. Trung Quân Sơn đang có mặt tại Thái Bình, một trong những vườn cây mà nó là rất là đẳng cấp với rất nhiều những phôi đẹp. Nhà vườn Linh Nga thì anh em chắc chắn thì cũng đã tham khảo qua rồi, nhưng mà Trung Quân Sơn thì cũng xin mạnh dạn lướt qua một vòng để cho các bác cũng như anh em cảm nhận hơn nữa những cái tác phẩm mà em Linh đang sở hữu trong vườn đây. Nếu mà có dịp thì các bác có thể tham khảo cũng như là về qua vườn em Linh để còn cùng chiêm ngưỡng giao lưu. Đấy, rất nhiều cây đẹp không quá. Đấy, tác phẩm Mộc Vương Đại Thế, đây là một trong những cây mà phải nói là sau này cũng là một trong những cây phải nói giá trị cao. Anh em tôi cảm nhận được là cây được hội tụ có rất nhiều yếu tố, đó là những cái yếu tố mà bệ đá nào cũng đã đang rồi, đẹp độ rút này, một đẳng cấp đúng không? Quá đẳng cấp luôn, mặc dù nó đang ở mức độ như này rồi đấy. Anh em đứng ở đây làm thôi, cứ ngắm đi, chiêm ngưỡng đi. Đẹp quá nhỉ. Không gian là một chuyện, nhưng còn cây đây này. Đây em ơi. Nhìn cái đoạn này rước lên trên này. Đây này. Một ôi giời ơi xưa. Rất nhiều tiền. Nắng quá anh em thông cảm nhé. Thì thực chất là thời tiết nào cũng thế thôi, nhưng mà để mà đến được với nhau là cả một vấn đề. Hôm nay thì chúng tôi cũng đã và đang có mặt hiện diện tại vườn cây của em Ninh đây, thì chia sẻ cho anh em. Mỗi người một gu, có người thì thích long, có người thì thích trực, có người thì thích mang phong cách gì đó hiện đại. Tuyệt vời không em? Đấy. Nếu mà đổi con ô tô thì cái này khác mình đổi đúng không? Được. Được. Anh Nhưng nhờ. Phải nói là phôi vĩ đại đấy. Đường đua. Tác phẩm đường đua này chúng ta quay vài lần rồi. Anh em biết là trong cái kỳ triển lãm Đông Anh thì chắc chắn là được rất nhiều anh em cây cảnh trong nước đón nhận cái tác phẩm này. Một trong những tác phẩm đường đua mà lúc đó thì nó là toàn có cắt hết lá rồi. Nên là anh em mình cũng rõ hơn, nhưng mà những cái đường chạy, đường cơ bắp mà anh em cảm nhận ở đây thì chắc chắn là phải nói là có 102, và chắc chắn là người có công nhiều, đó là chủ vườn Linh Nga cũng đã đưa về. Và thứ hai là thổi hồn vào đây thì chắc chắn là không thể thiếu được những bàn tay vàng trong làng cây cảnh tạo tác. Đặc biệt là em Thuận Đồng Lát cũng là một trong những người mà cũng có cái xu hướng đi những cây rất là đẹp. Em dựng cây cũng như là tạo tác những tác phẩm mà chắc chắn là đi vào lòng người rồi. Tác phẩm đường đua. Một cây si mà ôm cả một trong những cái bức tường gọi là hàng rào đây, đang còn tích của nó ở trong này. Đấy. Nghe nói là chủ nhân cũng bỏ ra số tiền quá lớn để mà trinh được em nó về. Rất là khó khăn với một trong những cái tác phẩm như này mà đã đưa được về vườn mà tạo tác như này thì chắc chắn một vài năm nữa thôi. Cái tốc độ chăm sóc cũng như là dựng cái tác phẩm ở ngoài này thì chúng tôi tin tưởng là cũng là một trong những cái cây đặt dấu ấn cho làng cây cảnh ở trong cái kỳ tới này. Đấy, mặc dù bây giờ em nó mới chỉ là phôi thôi. Đấy, nhưng mà chỉ sau một vài năm nữa thôi thì em nó sẽ có khả năng là tỏa sáng. Đến bây giờ thì anh em cứ cảm nhận thôi. Thì thực ra là cây nó phải hoàn thiện. Đấy, thì anh em mới nhìn ra được, còn nó đang tốt như thế này thì chắc chắn là người chơi cây thì cũng chỉ có cảm nhận qua những cái gì đó mà anh em tôi lướt qua được như này thôi. Tiếp tục chiêm ngưỡng. Phải nói là em Linh là một trong những đại gia trẻ trong làng cây cảnh. Em cũng là một trong những người rất trẻ thôi, có biệt hiệu là Linh Đồ Thờ.
cây cảnh thì nó không phân biệt tuổi tác sang hèn, miễn sao mình đến được với nhau và cảm nhận được những tác phẩm của nhau. Đến đây này, cây cảnh thì nó luôn có một gì đó rất là thuần và xích anh em lại gần với nhau hơn. Chắc chắn là kỳ tới này có nhiều thước phim hay, có nhiều những cái hình ảnh đẹp để chia sẻ cho anh em. Đặc biệt là một phóng viên rất chuyên nghiệp kìa, lúc nào cũng có một cái mũ phớt, mũ gọi là cái mũ này mũ gì nhỉ anh Hiệu nhỉ? À đấy. Nhìn như kiểu mũ bộ đội, mũ của các chiến sĩ ấy. Anh Hiệu thì kỳ vừa rồi cũng quay rất nhiều những thước phim để cho anh em cùng chiêm ngưỡng, thì anh em cũng đã xem rồi. Có nhiều cây phải nói là rất là đẹp. Thì hôm nay thì nhân dịp anh em tôi có ghé thăm Thái Bình thì cũng cố gắng thôi. Các bác thì cố gắng vào anh em kênh chúng tôi để tham quan. Có nghĩa là nếu mà ta cảm nhận được những cái tác phẩm nào thì ta có thể liên hệ trực tiếp với chủ nhà vườn, chủ cơ sở đấy, để có cái nhìn cũng như là cái đánh giá được ok hơn. Đấy, máy bao nóng rồi. Phùi như này thôi, phùi có tiền phải nói là xứng đáng thôi anh em ạ. Đầu tư ở đâu chứ đầu tư vào cây cảnh thì anh em không bao giờ lo cả, miễn sao anh em có cái nhìn cũng như là đánh giá cây nó được chuẩn chỉ hơn. Không gian bên trong nhé, đây là cũng là chỗ mà buổi tối anh em chúng tôi cũng tụ họp ở đây ấy, trường kỷ này, đây là tủ tre ngày xưa này. Rất hay này. Phải nói là có một cái không gian rộng như này ở đất Thái Bình thì rất là đắt đấy. Mà sưu tầm những cái cây giống như là những cái tác phẩm đẹp về vườn đây thì kỳ tới này mát thì chúng tôi sẽ review từng tác phẩm cũng như là từng cây cũng như từng cái phôi mà em Linh em đưa về đây để cho tất cả bà con anh em gần xa có thể là thông qua những cái hình ảnh này mà cảm nhận được thôi. Chứ cái nắng 40 độ này thật ra là hôm nay ở Thái Bình rất là nóng. Từ đầu video đến giờ anh em tôi đều nói là nóng rồi. Nên là các bác anh em cũng hết sức thông cảm nhé. Máy thì nó không chịu được cái sự tỏa nhiệt ở đây. Kinh điển những cái phôi. Phôi nào nó cũng đẹp như này. Cho anh em cảm nhận một cái phôi xi hàng cỡ đại này. Hàng này cũng là một trong những hàng đại nhé. Chắc chắn là cũng không rẻ đâu. Nói thẳng với anh em mới chơi cây này biết. Đấy, hoặc các bác nào cũng đã chơi cây thì cảm nhận một trong những cái phôi xi hàng như này. Không rẻ một chút nào. Đây. Này, các bác cứ bảo tại sao mà đục đẽo nói. Người ta đục đẽo nhưng người ta để cây nó rất là khỏe. Thứ hai là hàng của nó rất là đây này, anh em nhìn này. Những cái đường đục này. Sướng chưa? Rất là bất ngờ. Tôi nói là tuyệt vời. Những cái cây cơ bắp như này. Không chơi thì chơi cái gì mà có tiền thì đấy. Anh em biết. Hàng chưa? Úi giời ơi. Điều gì đang xảy ra ở cây này đấy? Tuyệt vời. Nói chung là cây nào cũng đẹp nên là đôi khi là nắng về mà không quay được cho anh em xem là cả là hơi phí. Thì thực ra là một trong những cái
cái điều kiện sân vườn cũng như là một cái không gian đẹp này không phải là thường xuyên mà anh em tôi có thể là đến được, nhưng mà là ai đã đến được rồi thì chắc chắn là cả ngày không thể chán được với những cái tác phẩm cũng như cây mà em Linh em đưa về. Cũng xin hẹn anh em ở những lần sau đi, anh em lại bắt chúng tôi đi đến những nhà vườn khác rồi. Rất tiếc nha. Đã phải lên vườn anh Triệu thì rồi các bác còn bàn bạc thì cây cối nó phải bàn bạc ra bàn bạc vào.